Hôm nay là một số đồ thị nó đã đạt được như là đồng MX nó đã đạt được gần gần tới TB, cho nên là mình xem sơ qua một số đồ thị mà thấy đa số nó đạt TB là có khả năng sẽ điều chỉnh chung một nhịp 5 tới 10% lúc đó mới tăng lại. Còn một số đồ thị mà chưa có đạt thì vẫn có thể nó sẽ bơm, như là cái total 3 đó. Total 3 nó một số đồ thị chưa đạt. Total 2 chắc cũng không có chuyện nhiều đâu. Nói chung là đợt này chắc nó không có chuyện nhiều, tại vì Dom nó rơi về cái vùng hỗ trợ rồi, cho nên là nó hơi bị giật lên một cái. Dom nó rớt, chờ tín hiệu Dom rớt xuống vùng 41 là bắt đầu tiếp tục tăng. Đó. Đợt này là mở cái đường MA50 đây. Rồi, MA50 Đây, em 50 thì Dom nó vừa mới rớt xuống khỏi khỏi đường MA50 và nó rớt xuống và nó có test lại rồi, nhưng mà có khả năng nó sẽ hồi lại một cái nhịp nhẹ một chút xíu, nó hồi 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 lại tạo cái doji ấy. Mọi người thấy là nó đã rớt ở cách đây là mấy ngày liền, nó không có một cái kênh nến tăng á. Dom Dom vào khung ngày á, chọn vào khung ngày đi, nó có đây đây khung ngày đấy đây là con weekly. à. Đó, con này thì đó, nó đã có Ê, mấy trả trả lại cái màn hình xe cho thầy thầy phân tích nó nhanh, mình phân tích nó đâu. vâng thầy Để vâng lấy thầy lại màn hình. vâng cảm ơn thầy, Rồi, cảm ơn mọi người. ok, lấy lại cái đom nó đã rớt xuống MA50 một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, đã rớt liên tục 4 ngày, cho nên anh coi mọi người thấy là xu hướng nó đã một số đồ thị đã tăng được gần như là x2 đúng không, một số đồ thị thì được 40-50%, một số thì 5-10% là rất là nhiều rồi, rất nhiều. Thì ngay cái vùng này nó gặp một cái nến đảo chiều này, cái từ cái kênh nến này nó xác nhận một cái xuống đảo chiều tăng tăng lên đó, cho nên cái vùng này vẫn có khả năng nó sẽ giằng co, nhưng mà nó sẽ một cái nhịp chỉnh, nó hồi lại một chút thôi và sau đó nó có thể nó sẽ phá xuống nữa. Đó, tại vì cái khung khung tuần thì thấy nó đã rất là yếu rồi, khả năng hồi lại khó. Chỉ số này nó chưa có cắt lên được, nó đang cắm xuống này. Sai, nó đang ở cái khung 4 giờ thì nó đang là ở khung ngày thì nó đang bắt đầu đi xuống rồi này. Đúng không? 4 giờ thì coi nó tạo phân kỳ chưa? 4 giờ thì chưa đúng không? Đó. Khung 4 giờ thì nằm dưới RSI, khung ngày còn nằm dưới. Và khung tuần cũng nằm dưới, thì xu hướng này vẫn đang chưa có một cái dấu hiệu đảo chiều. Thành ra là cái thị phần của BTC nó đang điều chỉnh, thì giá BTC nó sẽ không có tăng, không gọi là không có uptrend, nó chạy thẳng để thẳng một mạch lên vùng 75 được, mà nó phải đi sideways. Và xu hướng thì hiện tại nó phải cũng phải ưu tiên cho anh coi thôi, nhưng mà nếu mà Bitcoin nó có chỉnh thì anh coi cũng ảnh hưởng theo, nên nó chỉnh nhanh đó. Còn nó đi sideways tăng từ từ thì anh coi nó mới ok. Thì đoạn này mọi người thấy này, nó xuống là tại vì nó gặp cái vùng BTC, nó gặp cái vùng 47 đó, vừa mới test lại là ngay cái cây nến mà giảm giá đầu tiên đó. Đó, nó hồi lại tới và nó bị gọi là cái lực bán trước đó nó vẫn còn á, nhiều người họ vẫn chưa có bán ra đó, ở đây này nhiều người họ chưa có tham gia vào cái lệnh short ở đây, cho nên họ sẽ kỳ vọng chờ nó hồi lại và họ sẽ bán ra. Nhưng mà thực ra là cái vùng này chưa có rõ ràng xu hướng, tại vì cái MA50 giá vẫn còn nằm ở trên chưa có cắt xuống được. Đó. Và khung daily thì mình thấy là cái MA50 thì của BC thì vẫn đang nằm trên. Đó, khả năng nó sẽ chỉnh về một nhịp ở đâu đây thôi, nhưng mà nó đã tạo thành một cái cây cây râu này, vẫn có khả năng nó sẽ đi từ từ xuống lại ở đây, vẫn đã bật lên đúng không? Cho nên là cái vùng mua lại vẫn là vùng 44, thấp nhất là nó thả xuống đây là 42.500, thả xuống thì lúc đó thì thằng này nó mới chỉnh xuống.
đó, chỉnh xuống và bắt đầu nó lên, nó tạo một điểm mới đó, nó mới là bắt đầu mới con kỳ dặn. Ở đây là ở khung daily thì mình thấy là vẫn có khả năng nó vẫn tiếp tục xuống cái vùng test lại vùng 44, vùng này nè 44, cho nên là hôm nay là ngày thứ bảy đúng không, thứ bảy có thể cuối tuần, ngày mai, mai là chủ nhật thì không biết là ngày mai nó có điều chỉnh hay không, nhưng mà nếu mà ở BTC là mình sẽ quan sát khi nó phá qua 47 mới bắt đầu tham gia, phá qua 47 test ở đây, đi một vài nhịp ở đây, tại vì đây chính là một cái cây nhận chìm đó, nó đã xác nhận đã đi xuống, đây là xuống xuống và đây là cái nhịp hồi, hồi này nó hồi về còn 0,618 rồi, thông thường nó chỉ hồi lên như đó thôi. Đây, hồi về 0,618 đó, đóng nhịp ở đây thôi chứ không có đóng cao, và từ vùng này vẫn có thể khả năng nó về test lại lần nữa hoặc là xuống sâu thêm một chút. Cho nên đây không phải là hồi, đây là xuống. Đây là xu hướng là khi mà nó xuống nó hồi lại đó, thông thường nó hồi xuống, nó xuống và nó hồi lại khi nào cũng vậy hết, nên là cái nhịp này vẫn là cái nhịp để mà người ta sell xuống, người ta bán Nhịp không hồi. ra đó, người ta vẫn có thể bán ra được cái vùng này, tại vì tiếp tục mình thấy là xác nhận ở vùng 4 giờ nó có một cái cây, cây búa, cây bình ba này, tuy nhiên cái cây này thì nó không có không có thấy là nó lớn lắm, mà nó cái lực giảm nó không có được nhiều lắm, tại vì nó là cây nến màu xanh đó, nếu mà cây màu đỏ thì nó sẽ cho ra một cái xu hướng mạnh hơn. Tuy nhiên là mình vẫn nghĩ đây là một cái xu hướng nó sẽ điều chỉnh từ từ, hoặc là đi sideways đây thôi, hoặc là đi sideways đây, đi sideways sau đó mới rớt xuống, còn để tăng qua vùng này thì khá là khó. Ở trên đây á là có một cái cặp nến, ở dưới đây á, thì có cây xác nhận, thì cái vùng 47 á ngày 100 á, là cái vùng mà rất là quan trọng, vùng này là chúng ta sẽ xác định đây là cái key level không thể vượt qua được, nó không không phải đơn giản nó phải vượt qua mà nó phải phải test đi test lại xuống tạo đáy hai ba nhịp, ở dưới á, thì nó lên thì nó dễ dàng hơn. Nó giống như cái 45 ngày xưa. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà đây là xu hướng nhỏ của không 4 giờ đúng không? Đó thì có thể nó sẽ đi từ từ nó vượt qua. Vượt qua thì lúc đó là mình sẽ bắt đầu mua. Thì lúc đó là giá nằm trên MA 50 rồi. Ở khung 4 giờ, khung ngày rồi, khung từ khung 1 giờ, tất cả đều nằm trên hết thì ok. Lúc đó là mình sẽ chuyển on coin qua BTC đúng không này? Đúng rồi, bây giờ một số đồ thị mà có lời đạt đỉnh thì có chốt ra thôi. Đây này, MX này, đồ thị này đạt được cái B này. Đó. Đọc TB 29 TB1 thôi, mình đảo chiều này đó, nó chờ nó chỉnh xuống, chờ nó chỉnh xuống bắt đầu vào tiếp nhịp ở đây này 23 24 này. Đó. Chưa vào đồng này thì có thể chờ lại về 23 24 vào lại đó. Như vậy là cái đồng MX này là tăng rất là tốt, còn đồng FTT nữa hôm nay bắt đầu mua này, mua kia mà nó về lại vùng 47 đó, thì hôm trước mọi người vào sớm 48 thì cũng cũng được 475 mà nó xuống 47 ok 475 rồi. Ở một số đồ thị nó đã về test lại rồi, cho nên là nó sẽ khả năng nó sẽ giảm không có sâu. Ở rất là nhiều điểm đồ thị này về 47 là mua đẹp, hoặc là thấp hơn là vùng 44 nó thả đầu về cái MA 50. Nó lên lên thẳng 67 ở đây. Đúng rồi, lên đây này, lên hai điểm này này, 65, 65 hoặc là có thể cao lên đây là 69, 70 được. Hôm nay. Hoặc là lên đây này. Đồ thị này nè ha, ngày để nằm trên rồi, 4 giờ nó chưa, là 4 giờ cần vượt lên chút nữa. Cho nên chờ đi, cứ chờ cho nó chỉnh từ từ đi. Cái nến sắc cái nến nhấn chìm nó là mạnh nhất đấy thầy. Đúng rồi, rất là mạnh luôn. Đây nè, khung ngày này. Nhấn chìm, giảm. Thì lúc đó nó hồi, ngay cái đoạn này nó giằng co, và nó vượt qua.
thì vẫn có khả năng nó về nó test lại ngay cái vùng 44 này 3, nhưng mà nó về nó tạo thành một cái bin ba đó, cái búa đó, về đúng cái vùng này nè và xác nhận một cái búa, thì không biết là cái búa này có đủ lực lên này chưa đó. Cho nên mình vẫn nghĩ là có thể nó sẽ về về nó về lại từ từ đó, về lại từ từ, đi từ từ, đi sideways xuôi và thả xuống một cây rõ ràng là một cây giảm luôn. Và sau đó tới vùng này là bắt đầu nó mới tạo thành cái về thế lại của này nó mới lên, thì lúc đó là mới là mới là rõ ràng xu hướng. Nhưng mà ra cái vùng mà ấy này nó cũng cái vùng cái cây cây búa cái đỉnh ấy, cũ của nó cũng không có ý nghĩa mấy về cái việc bật lên nhỉ. Bật lên nó phải ở dưới, nó ở vùng dưới, bởi vì vùng đấy nó mới là cái nến gọi là nhấn chìm giảm giá xuống. Nó chỉ chỉnh trong 4 giờ thôi, cái vùng này nè chỉ chỉnh 4 giờ thôi, 4 giờ nó chỉnh thôi, còn ngày nó chưa có xác nhận gì hết, ngày nó đang ở xuống tăng, 4 giờ thì nó đang một cái xuống nhận chìm và nó đang giảm xuống, và có thể nó giảm xuống để nó tạo đáy đó, nó tạo đáy để tạo thành một phân kỳ, thì lúc đó là nó mới tăng được đó. Mình đang hình dung ra nó có thể như vậy, cho nên là khung ngày thì mình vọng nghĩ là nó sẽ quay quay về kiểm tra thêm một cái nhịp nữa, thì cái đoạn này cấu trúc của nó là nó đang đi như này nè, nó chỉnh xuống và nó hồi lại, nó chỉnh xuống tạo thành đáy và nó hồi lại, và sau đó nó về test đáy và nó đi lên, khả năng là như vậy đúng không, thành mô hình hai đáy đó, mô hình chúng ta học hai đáy đó, thì nó như vậy xuống và nó hồi lại, sau đó nó xuống và sau đó nó hồi lại vượt qua nó xuống test lại và đi lên. Đó, thì cái vùng này là cái vùng mà chúng ta coi là một cái vùng hỗ trợ tốt, là cái key level ở đây. Giá về test lại cái vùng 44.000, cho nên mọi người thấy khi xác định được cái vùng 44.100 mấy đó, thì nó bật lên rất là mạnh. Tại vùng này đa số họ chờ xuống test lại để mua đó, mà cái lực mua mạnh quá, cho nên là có thể đây là cái vùng mà nó đẩy lên vùng quá mua và nó sẽ quay lại. Thế còn cái nến nến xác nhận thì nó chỉ là một cái nến đấy thì thầy à, đấy như thầy nói nến xác nhận khung 4 giờ nó có một cái nến xuống Đây, thầy. xác nhận đây. Nó xác nhận là nó đã xuống phá vỡ, phá qua cái đáy này, phá qua cái 47.100. Vâng. Đó, cho nên là cái cây nến này là một cái xuống rất là mạnh, và ta chọn cái vùng này làm cái key level này. Nó nằm ở đây. Đó, cho nên là khi mà nó hồi lại đúng cái vùng này, mọi người thấy nó đã chịu đóng một cái cây búa ngược ở đây. Và nó không có hồi lên lại nữa mà bắt đầu nó đi xuống. Thế còn cái việc mà ba cây nến đỏ liên tiếp ấy, nó có ý nghĩa gì về mạnh yếu không thầy? Có giảm rất là mạnh, nó đã xác nhận và nó đã cho thấy là nó đã giảm rất là mạnh xuống, phá qua cái đường mạ 50, và cái lực hồi lên đây là cái nhịp hồi bắt buộc thôi, chứ nó không có ý nghĩa gì hết, nó chỉ là nhịp hồi thôi, hồi để test lại cái 47, và khi mà test xong đó, thì nó sẽ bắt đầu nó về test đáy ở trên này, nó mới test đáy ở đây, thì test đáy ở đây là một cái vùng mua. Cho nên là cái nến xanh hồi lên là nó cũng rất lớn thầy nhỉ, cái nến nến xanh rất dài ấy. Thế Đây nhưng mà vẫn nó vẫn chỉ nằm có đúng rồi, mình đừng quá, mình phải nhìn bao quát là ba cây nến giảm này nó đã bao trùm lấy rồi, xuống giảm này vẫn rất là mạnh, và trên đây có một cái cây nhận chìm nữa, nên là mình phải quan sát khi mà nó tạo đáy chúng ta mua thì đúng hơn, có nghĩa là khi mà xuống đây thì cứ mua đi, không cần biết, cứ bỏ vào 20 cho tới 30% mình mua là ok, còn khi mà nó hồi lại thì cái nhịp này là đã bán ra rồi, cho nên là cái vùng bắt đáy hôm trước là về 44 ngày mấy đó, thì khi mà nó hồi lại 47 là có thể là bán ra và để chờ nó xuống, còn nếu mà nó phá qua thì ok, phá qua nó test lại đi sideways đây này đó, thì mình sẽ mua mua từ 47 47.3 đó, tại vì nó phá lên và nó lại nằm trên cái cặp nến này thì chúng ta sẽ mua lên, thì lúc đó sẽ lên được 53, còn hiện tại vẫn có thể nó phải về nó tạo thêm một cái đáy nữa ở 4 giờ, nếu mà ngày mai đúng thì nó sẽ về test lại đáy 4 giờ, sau đó là bắt đầu ngày thứ hai nó bắt đầu tăng lại, vậy thì có thể ngày mai là 4 giờ nó mới chạy từ từ từ
xuống. Nếu vậy như bây giờ mình coi những cái altcoin nào mà nó đang lên lên được, có thể là bán ra để tối ưu mai được. Ừ, anh coi có lời thì cứ chốt thôi, như chốt theo phần trăm như mình nói, không cần chốt hết đâu. Đó, đoạn này mọi người thấy này, BTC nó đang ở vùng có mua. Đó, có mua. Rồi 4 giờ thì nó đang hồi lại, nó đang hồi lại rất là rõ, nó xuống để tạo thành một cái đáy đây và hồi lại, và có thể nó xuống để tạo thành những cái đáy cao dần, tạo thành một cái phân kỳ, thì lúc đó nó xuống và nó đi như này đó, tạo thành một cái nền cho nó bật lên. Trên 4 giờ có thể là nó chỉnh thì mình sẽ có một cái phần trăm, một cái lệnh nhỏ ngắn hạn. Mình thử giữ cái lệnh này tới sáng mai xem sao. Chịu chờ luôn hệ margin là Mọi người đánh thì đánh cho vui thôi, chứ cái này không có ấy đâu, chủ yếu là phục spot thôi. Đánh là để em chủ yếu em đánh để em kiểm tra cái khả năng phân tích của mình thôi, chứ không phải đánh để mà vào lời vào x2 x3 tài sản như mọi người nghĩ đâu. Cái đó là kiếm nhanh thì nó sẽ mất nhanh thôi, tại vì nó làm cho mình có một cái tư duy nó khác khi mà mình đánh cái ăn nhanh quá đó. Mình nghĩ nó đơn giản quá thì lúc đó mình sẽ tự tin quá, mà mình bị giống như là mình cảm giác là mình phân tích khi nào cũng chọn đó. Mình vào khối lượng lớn, lỡ may cái lúc mình vào khối lượng lớn thị trường nó thấy mình vào khối lượng lớn quá, nó lại làm cái khác, nó di chuyển một chút xíu và mình giống như thay đổi một cái cấu trúc một xíu, như bây giờ đang xuống đi, nó vẫn có khả năng nó đẩy một cái cây đến rất là dài lên rồi vết stop loss rồi nó đi xuống, thì phải chấp nhận đúng không? Đoạn này đó, stop loss nó gần quá, nó có 2%, cho nên nếu mà muốn chắc thì phải 3%, ba hoặc là có thể là lên ngay cái đỉnh này luôn thì nó sẽ không bị chín. Còn TP thì có thể là gồng cho tới xuống sâu sâu hơn chút xíu, có tỷ lệ như vậy là ok, khoảng 2 giờ. À, nghĩ là chắc làm lại được đó, mình nghĩ như vậy. Thì cái lệnh này có thể là, nói chung là đánh cái này phân tích cho mình có cái khả năng nó nhạy bén hơn thôi. À. Mọi người cũng nên tập như vậy để biết cái phân tích nó sẽ mình À. sẽ dễ nhớ hơn, không có bị quên bài, càng ngày mình trau dồi càng nhiều hơn, nhưng mà vào nhỏ nhỏ thôi. Cảm thấy mất đi được là làm như vào 100 đô, 200 đô hay là 500 đô, 1.000 đô, đối với mọi người thấy nó bình thường thì cứ vào đó. Còn nếu mà thấy nhiều quá thì mình bớt lại cái số mà mình mất, trong cái future nó không có là bao nhiêu hết đó. Đó. Với lại mọi người về nhớ đọc nến những cái bài cơ bản nha, nó rất là hay đó, đọc nến để mình biết được cái xu hướng đó, nó trong cái xu hướng lớn thì nó vẫn có liên quan tới nến rất là nhiều, tại vì xu hướng lớn đó, như là ở đây ví dụ đây là khung 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 ngày đi, thì như thế này nó giảm rất là sâu, nhưng mà tại vì đây là 4 giờ cho nên nó giảm không có nhiều, thì nến khi mà nó phá qua cái cặp nến này thì mình mới bắt đầu mới có một cái xu hướng là mua lên. Còn hiện tại là họ vẫn đang nghĩ là nó sẽ chưa có lên được và họ muốn bán ra để mua lại ở dưới.